Xin chào các bác. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác con Onkyo FR V17, quay vào ngày thứ bảy, chạy full chức năng. Vâng, con này MD chạy, CD chạy, kết nối trực tiếp với Smart TV chạy, kết nối với cả điện thoại chạy. Bác nào thích nghe em có 108 cho các bác luôn, dò trực tiếp trên máy, không cần khiển. Hàng sản xuất trực tiếp tại Nhật, công suất 55W, có cầu loa cho các bác, kết nối loa từ gì ạ, 4 đến 16 ohm, có thêm cổng gì ạ, cổng trầm. Bác nào cần ghép thêm trầm có thể ghép vào đây. Em thấy nhiều bác không có cổng trầm này, cắm vào qua cổng AV này tiếng sẽ không hay các bác nhá. Mình phải ghép đúng vào cổng trầm của nó, bởi vì là cổng này nó được tách giải cao rồi, nó chỉ có giải thấp thôi, giải tần số thấp để dành riêng cho trầm, cắm nó mới hay các bác nhá. Phun chức năng cho các bác luôn. Hôm nay thứ bảy em quay cho các bác một con gì ạ, FR V17, giá 1.270.000. Bác nào chốt alo em luôn nhá. 1.270.000, hàng phun chức năng luôn. Bây giờ em sẽ đi test từng chức năng một cho các bác. Đầu tiên là điện thoại của bác này. Nghĩa xưa chỉ còn lời nói từng đời khi báo cho không. Rồi khi tung thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, hoành nhiều trong băng thì nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Yeah. Một đời trai cũng sao không vừa tay đời. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng bay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập chung chỉ một mình tôi. Tiếp theo em sẽ test đường quang. Tình trong chân ngôn ngang còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa cho còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa. Cho nhau. Dạ vâng, đấy là đường quang. Các bác thích nghe CD này. Con này thì các bác có thể thâu đĩa MD hoặc là thoải mái nhá. Thâu từ CD sang hoặc từ MD sang. À, từ CD hoặc từ đường quang hay là điện thoại sang được nhá. Đây là CD này. Các bác chuyển bài cho em này. Đấy, chuyển bài rất là nhanh nhá. Mắt thính đỏ con này còn ok các bác nhá. Đó. CD này, tiếp tục MD các bác này. Đây là MD các bác nhá. Bây giờ em sẽ không mất thời gian nữa, em sẽ hướng dẫn các bác luôn cái cách ghi xóa đĩa MD, ghi từ CD sang MD hoặc ghi từ trên máy tính sang MD hoặc từ TV sang MD nhá. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách để các bác ghi nhá. Các bác hãy theo dõi cho em nhá. Đầu tiên thì một con MD nó sẽ các bác bật thì nó phải chạy được nhá. Đây, đầu tiên các bác thử MD nhà các bác phải xem nó có chạy không đã. Đang chạy đúng không? Ok, ngon rồi. Các bác nhấn stop này. Đấy. Bây giờ hiện tại ở trong này thì em đang copy một cái đoạn nhạc này, em xóa đi nhá. Đầu tiên là đĩa Nhật thì các bác muốn xóa đi này. Các bác xóa cho nó đĩa về trắng để mình thâu hết tiếng Việt rồi nhá. Các bác nhấn vào cho em đầu tiên là chữ ở đây này, nó có chữ edit này. Đấy, máy nào nó cũng có nhá. Sau đó lên cái đúng cái chữ này thì các bác nhấn vào chữ yết cho em hai lần. Đây, nhấn vào phim chữ yết hai lần. Bây giờ nó báo là MD Blackbeat rồi. Bây giờ các bác thích copy từ CD sang hay là copy từ đâu sang cũng được. Em sẽ chọn copy từ CD sang. Đây nha, em sẽ copy đúng bài này nhá. Em nhấn chữ red này. Sau đó em nhấn chữ play này. Play ở đây nhá. Rồi. Bây giờ máy nó đang ghi, nó đang thâu từ CD sang MD. Ta nhau
Rồi tạm thời em thâu một đoạn này đã nhá. Bây giờ em sẽ lưu này. Nhấn play, nhấn stop này. Bao giờ nó hết nháy được thôi nhá. Không nháy nữa này. Rồi lúc này nó lưu xong nhá. Em mở MD này. Đúng bài này chưa các bác? Vậy là em đã thâu được từ CD sang MD để lưu giữ những cái đĩa hay sang đây. Đấy. Tuy nhiên thì nó là hàng bãi, thế nên là các bác cái CD MD này thì bên em cũng chỉ là hướng dẫn và test thêm cho các bác thôi, chứ còn bên em bán chủ yếu con này làm giải mã nhá. Đấy, còn ví dụ các bác dùng MD và CD đúng mà lúc nào mắt nó kém thì mình bỏ. Đấy. Đây, MD em thâu đúng cái bài từ CD sang nhá. Ngon lành chưa? Đấy. Nó chỉ thâu một đoạn 26 giây thì nó chỉ 26 giây. Thế bây giờ em lại muốn tiếp tục, em muốn thâu từ đường quang sang. Đây em sẽ thâu này. Lại nhấn chữ rep này. Nhấn play này. Đấy. Lại thâu tiếp từ đường quang sang. Vì sao đêm sớm vùng vút trời mây. Rồi tạm thời em thâu thế nhá. Em nhấn lại nhấn stop này để cho lưu này. Đã lưu xong, bây giờ em sẽ phát thử lại MD này. Đây là bài 2 nhá. Đấy bài 2 nhá. Em chuyển với cái bài 1 là copy từ CD sang này. Bài 1 là CD này. Đúng bài chưa các bác? Rồi. Tiếp theo bây giờ em lại copy từ máy tính copy sang nhá. Đây là từ máy tính này, em lại nhấn chữ rep này. Em lại tiếp tục nhấn play này. Các bác nghe đúng bài này không nhỉ? Bài này là bài số 3 nhá, đang có bài số 3 này. Tiếp tục là bên em sẽ nhấn stop để lưu này. Đấy nhá, đây là em lưu một đoạn một thôi, chứ còn nếu các bác thích thì các bác có thể là copy kệ nó, tự nó chạy hết một bài luôn. Được chưa? Ở đây là em copy thử nghiệm để các bác, em giới thiệu cho các bác tại vì video nó dài quá thì nó khó lên kênh. Đấy, thì em chỉ test như vậy thôi. Bài 3. Đúng bài chưa các bác? Dạ vâng nhá. Đấy thì con này là hàng full chức năng cho các bác. Copy MD ngon lành cành đào rồi. Bây giờ em sẽ test nốt cái đường FM108 cho các bác này. Đây, anten thì em chỉ cần một cái đuôi chuột như này thôi. Đấy. Các bác nào cẩn thận thì mình mua một cái dài dài ra thì nó sóng nó khỏe hơn. Còn ở đây thì em sẽ dùng tạm cái anten đuôi chuột này. Cái này nó là cái tự chế thôi các bác nhá. Cái này là em tự chế thôi. Còn các bác về dùng cái xịn xịn tí. Nó đang hơi to đầu nên em phải bóp cho bé lại. Đây. Đấy, thử cho bác quả anten nhá. Đấy, anten tự chế. Quả anten gọi là đôi chuột. Đây, đấy, bây giờ em thử FM cho các bác này. FM thì các bác hãy chuyển cho em vào đây. Dò thì các bác sẽ có hai chế độ dò, dò từng cái một như này hoặc dò tự động nhấn 3 giây bỏ tay ra. Thì ngay lập tức nó sẽ tự đi tìm kênh cho các bác. Đấy.
cứ cây nào khỏe nó sẽ dừng lại. Do cái anten của em thì nó hơi bé và nó hơi ngắn thì nó sẽ bắt được ít kênh. Đây. Đài 90 này là VOV giao thông này, tiếp tục tìm thêm đài nào nữa nhá. Dây nó càng dài thì nó sẽ càng bắt được nhiều kênh các bác nhá. Có dàn anten thì nó càng tốt. 96 này. 98 này. Một lẻ một thì chắc chắn sẽ lên được 108 rồi đúng không các bác? Đây 103, 104 và giờ 105, 106 và tiếp tục 107 rồi. Vâng, nó sẽ có cả 108 ở đây cho các bác luôn. Đây chính là 108 các bác nhá. Đấy, thì con này hàng phun chức năng, nhìn thì cũng còn rất là đẹp. Đấy, bác nào lấy thì alo em. Và nhà em thì có cả đĩa MD nhá. Bác nào mà có thích cóp thì có thể mua thêm MD nhá. Đấy, có thể thích cóp thì đây có thể mua thêm MD này. MD thì em đang bán ở đây là 35.000 một cái, 35.000 cái nó sẽ có vỏ như này. Đấy, bác nào mua con này thì có thể thích thì lấy thêm combo 5 cái MD như này nhá. Đây, combo luôn cho em 5 cái MD. Đây, cứ combo cho em 5 đến chục cái MD cũng được. Đấy, thích lấy bao nhiêu cũng được. Đấy, cứ làm con này 1.700.000 cộng 15 cái MD cho em. Đó. À quên, em xin lỗi, là 1.270.000. Và bác nào lấy thêm MD thì lấy nhá. Đấy, cứ làm mấy chục cái hoặc là 5 cái gì đó để về mình cóp các kiểu cho nó sướng các bác nhá. Rồi, em xin chào các bác nhá. MD là 35.000 cái, còn riêng con máy này giá của nó là 1.270.000. Vâng.